Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Mộc Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mộc Châu có trên 40 km đường biên giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khu vực này là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Khơ Mú. Kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy. Tuy nhiên, bà con hiểu biết về khoa học kỹ thuật còn ít nên năng suất thấp, kéo theo đó là kinh tế xã hội phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước đây, chủ yếu bà con trồng các loại cây lương thực trên đất dốc, chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ. Huyện Mộc Châu có trên 40 km đường biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khu vực này là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mường, Mông, Khơ Mú. Kinh tế của bà con trước kia chủ yếu dựa vào làm nương trên đất dốc hoặc chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ. Hiểu biết về khoa học kỹ thuật còn ít nên năng suất thấp, kéo theo đó là tỷ lệ hộ nghèo cao. Để thay đổi tập quán canh tác cũ đã ăn sâu bám rễ trong đời sống của đồng bào nơi đây, không phải chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai. Người dân cần phải có niềm tin và tận mắt thấy được hiệu quả mới học và làm theo. Hiểu được điều đó, cấp ủy chính quyền huyện Mộc Châu đã đề ra nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp để đồng hành cùng người dân biên giới thoát nghèo bền vững. Để mà giảm rút ngắn được cái khoảng cách giữa bà con của cuộc sống của bà con vùng biên giới với các cái vùng trung tâm thì huyện Mộc Châu, Ban Thường vụ huyện Mộc Châu đã ban hành nghị quyết số 09 để phát triển kinh tế xã hội 10 bản biên giới. Ở đây thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã tập trung rất là cao cho cái việc mà làm thế nào đó mà các cái hộ nghèo ở vùng biên giới này phải thực sự là giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghị quyết, bộ đội biên phòng đã tăng cường cùng ăn, cùng ở, cùng làm và trở thành anh em ruột thịt của đồng bào các dân tộc biên giới. Được bà con tin tưởng, năm 2016, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã mang cây chanh leo đến cho bà con trồng thử nghiệm. Không chỉ cung cấp cây giống, đồn còn cử cán bộ chiến sĩ đến tận vườn hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc và hỗ trợ bà con thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Bằng nhiều cách dân vận khéo léo, các anh đã giúp bà con dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Trong cái quá trình triển khai từ năm 2016 đến nay, thì chúng tôi đã lựa chọn những đồng chí cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm, là những đồng bào dân tộc có khả năng nói tiếng dân tộc như là tiếng đồng bào dân tộc Mông, đồng bào dân tộc Thái. Tổ chức tập huấn cho các đồng chí nắm được các cái kỹ thuật canh tác và từ đó để các đồng chí có thể phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền và hướng dẫn bà con canh tác. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng cử các đồng chí là trực tiếp xuống cùng ăn, cùng ở, cùng làm ở với bà con, trực tiếp cầm tay chỉ việc cho các hộ gia đình trên địa bàn. Và chúng tôi cũng lựa chọn trước mắt là thí điểm, lựa chọn các cái hộ gia đình mà có trình độ, có khả năng và có điều kiện để triển khai mô hình để tạo hiệu quả bước đầu, làm cơ sở lan tỏa cái hiệu quả sang toàn bộ khu vực biên giới. Bản Phiêng Cài là bản đầu tiên nghe theo bộ đội chuyển đổi trồng cây quả trên đất dốc. Bản có 88 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Với diện tích canh tác lớn đến 200 hectare, tuy nhiên trước đây người dân chỉ quen với phương thức sản xuất cũ nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Đến nay, sau khi đã chuyển đổi được 7 năm, diện tích chanh leo đã phủ xanh đồi núi chọc và giúp nhiều hộ thoát nghèo. Bản làng như đã thay da đổi thịt với diện mạo khang trang hơn, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện hơn. Từ năm 2016 trở về đây thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã đưa cái mô hình chanh leo cho bà con trồng thử nghiệm. Thì trong quá trình trồng thì trong suốt thời gian qua thì cho thấy rằng là cái cây chanh leo này là một cái cây mà rất là phù hợp cái khí hậu thổ nhưỡng của bản Phiêng Cài chúng tôi. Thì từ thời điểm 2016 cho đến bây giờ thì bà con mới nhân rộng cái mô hình, cho đến thời điểm bây giờ là bản Phiêng Cài chúng tôi có khoảng 40 ha về cái chanh leo. Thì với thay đổi được cái đời sống kinh tế của bà con được
nâng lên, và hiện nay là cái tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo được giảm xuống rất là thấp. Cô theo dõi 2-3 hộ gia đình làm mô hình 2016-2017 thì tôi thấy rằng làm chanh leo là rất là đạt, mang hiệu quả kinh tế cao. Thì từ năm 2018 thì gia đình tôi bắt đầu trồng thì nói chung là cũng đạt kinh tế, đạt hiệu quả kinh tế theo nhu cầu của gia đình. So với các cây ngắn ngày như là cây ngô hoặc là cây rông giềng các kiểu, các ngành hàng khác thì cây chanh leo thì có mang hiệu quả kinh tế thì cao hơn. Thì gia đình tôi thì trồng khoảng gần khoảng một hát làm chanh leo ấy. Thì trong một hát đấy, ví dụ tôi trồng ngô thì một năm tôi chỉ thu được tầm khoảng 20-30 triệu. Nhưng mà lúc tôi làm chanh leo thì trong một năm thì tôi có thể thu được từ 50-60 triệu. Thực hiện chủ trương chuyển đổi trồng cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, ngoài chanh leo còn có rất nhiều loại cây ăn quả khác được đưa vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng biên giới. Mận hậu cũng là loại cây được bà con ở đây lựa chọn để thay thế cây lương thực trên đất dốc. Trồng mận nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây mận có thể cho thu đến vài chục năm. Bà con chỉ cần bón phân theo chu kỳ phát triển của cây, cắt tỉa cành khoa học là có thể thu quả ổn định. Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để trồng cam cũng giúp nhiều hộ ở biên giới thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Khi đông về cũng là lúc cam vào chính vụ, những triền đồi sáng lên màu vàng tươi của những vườn cam canh. Cam canh được chăm sóc đúng khoa học kỹ thuật nên năng suất đạt cao, mẫu mã đẹp, chất lượng ngon và đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm nên khách hàng rất ưa chuộng. Trong thời gian từ khi thay đổi từ cây màu ngắn ngày sang cây cam như hiện tại như tôi đang làm đây là nói chung nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bình thường đại khái là như làm nông dân như 1-2 hát ở trên đất dốc như thế này. Một hộ gia đình mà làm như thế, nếu chăm sóc tốt, gọi là trình tự quay tất cả mọi mặt thì thu nhập nó vẫn cứ có thể là gấp 3, gấp 5 lần là trồng rong với lại trồng các cái màu khác. Tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của bà con biên giới cũng được các cấp các ngành ở huyện Mộc Châu đặc biệt quan tâm. Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành, bộ đội biên phòng cùng vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con. Khi dịch bệnh ổn định, đa số sản phẩm nông sản đã có chất lượng tốt hơn, thương lái khắp nơi tìm đến tận vườn để thu mua. Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu cũng kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến xuất khẩu nông sản trên địa bàn để bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Việc kết nối đã tạo ra lợi ích kép, vừa giúp nông dân bán được nông sản, vừa giúp các hợp tác xã có nguồn hàng ổn định để chế biến, phát triển sản xuất. Thực tế là một số cái vùng sâu ấy thì người ta làm ra sản phẩm nhưng không bán được, người ta để dụng đất. Thì chúng tôi là bây giờ là tiếp cận những cái chỗ người nông dân tiểu số ấy, là người ta không tiếp cận được với cái thị trường, thì chúng tôi là tiếp cận với người dân đó để đầu tư kỹ thuật chăm sóc, và thứ hai là chúng tôi thu mua các cái sản phẩm hoa quả đấy về chúng tôi chế biến để tạo cái kinh tế cho từng hộ gia đình cũng như cái bạn của người Hơ Mông. Khu vực biên giới cũng là vùng được xác định có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc. Chính vì vậy, những mô hình chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng đã được huyện Mộc Châu định hướng và hướng dẫn người dân triển khai. Chuồng trại được làm kín gió vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè và rất hợp vệ sinh, nên ngay cả trong những thời điểm thời tiết bất lợi, rét đậm rét hại kéo dài, đàn trâu được giữ ấm. Ưu điểm của việc chăn nuôi nhốt chuồng là đàn gia súc được theo dõi sức khỏe và chăm sóc thường xuyên, nên phát triển rất tốt. Năm trước thì mình chủ yếu là chăn thả trên bãi để ăn tự nhiên, buổi chiều thì mang về chuồng để buộc vào đấy, nhưng mà còn không làm lán cho cơ. Còn như đến năm 2019 về thì mình xác định là nuôi ở ngoài nó sẽ cứ phải có người đi chăn hàng ngày, thì nó vất vả, gia đình ít người, thế là tôi quyết định làm cái chuồng để đưa con trâu mang về nhốt vào đấy. Thế là mình lại đầu tư thêm làm nền xi măng, rồi là xây nhỏ nhỏ xung quanh, rồi là xây cả cái hố để đựng phân đây. Thế là từ cái năm 2020,
20 mình bắt đầu nuôi vào đây thì là thấy cái vấn đề mà rủi ro cho con trâu con bò lại không có. Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, đồng bào các dân tộc ở biên giới cũng được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển. Nổi bật như nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Từ nguồn vốn này, các hộ có thêm điều kiện để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng và phát triển vùng trồng trọt chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân không chỉ tiếp sức cho hội viên nông dân, mà còn tác động tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cho bà con. Sau khi có chủ trương của huyện ủy, đặc biệt là cái nghị quyết 09 của Ban Thường vụ huyện ủy về hỗ trợ 10 bản biên giới khó khăn, thì hội nông dân huyện cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện các cái chương trình hỗ trợ cho 10 bản khó khăn. Trong đó là chúng tôi đã có 3 cái hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cái 10 cái bản này về cái tổ chức sản xuất và tiến hành hỗ trợ các cái phân bón trà chậm cho bà con nông dân và xây dựng các cái nội dung tuyên truyền phù hợp với cái canh tác sản xuất mới. Về quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các xã để đăng ký, và hiện nay thì đã có 2 xã là xã Trường Sơn và xã Lóng Sập thì đã đăng ký vay vốn của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Việc phát triển cơ sở hạ tầng khu vực biên giới cũng được huyện Mộc Châu quan tâm đầu tư bằng nhiều hình thức, như đầu tư 100% từ nguồn ngân sách nhà nước, đầu tư bằng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, hoặc theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Đặc biệt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 10 bản biên giới, huyện Mộc Châu đã xác định mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc đầu tư cứng hóa 100% tuyến đường giao thông dài gần 25 km đến các bản biên giới. Cùng với nguồn vốn nhà nước, huyện đã kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân ủng hộ được trên 5 tỷ đồng để làm đường giao thông. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về vùng biên cũng được triển khai thiết thực và hiệu quả. Tất cả các lực lượng cùng vào cuộc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, sinh kế cho người nghèo được triển khai. Nhiều công trình phúc lợi dành cho trẻ em được hoàn thành đưa vào sử dụng. Mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm và nhận thấy trách nhiệm công dân phải cùng góp sức xây dựng bản làng tươi đẹp, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện nay thì các bản biên giới thì bà con cơ bản đã biết cách để mà trồng trọt, chăn nuôi phù hợp để mà ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó thì huyện cũng đã tập trung rất cao các cái nguồn lực từ các cái nguồn đầu tư công của huyện cũng như là các cái nguồn xã hội hóa để tập trung làm đường giao thông cho đến 10 bản biên giới. Chúng tôi thì cũng nghĩ rằng chỉ có khi mà hạ tầng cơ sở vật chất nó đảm bảo ổn định thì nó cũng là cái cơ hội rất là tốt để cho sản phẩm của bà con được tiêu thụ với giá trị cao hơn. Những chủ trương đúng đắn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay nâng cao đời sống cho bà con vùng biên. Cũng từ đây, tư duy của người dân được thay đổi, cách làm kinh tế bài bản, khoa học hơn. Cộng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đã từng bước mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, mang lại sự thay da đổi thịt và bình yên nơi bản làng, vùng cao biên giới Mộc Châu. Trang cơ sở của huyện Mộc Châu hôm nay xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.